Con nai, Bùi Lý Thiên Hương gặp sự cố trên sàn catwalk, netizen chê thiếu chuyên nghiệp. Tại sự kiện thời trang của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, top 10 Miss Run Việt Nam 2022 đã có một khoảnh khắc mất điểm trong mắt người xem. Khi đang di chuyển, cô bỗng dừng lại khiến các người mẫu đằng sau không thể bước tiếp. Một người mẫu phía sau Thiên Hương đã đẩy nhẹ cô đi, song bỗng Thiên Hương mất tăm trên sàn diễn, dân mạng cũng chả biết là cô đi theo hướng nào. Bùi Lý Thiên Hương không phải người đi đầu nên việc đi sai hàng như thế là rất cấm kỵ. Điều này có thể làm ảnh hưởng tới sự nghiệp model của cô về sau. Nhưng cũng có dân mạng thông cảm, cho rằng dường như Thiên Hương chỉ hơi sơ suất một chút và sự cố cũng đã không gây ra vấn đề gì quá nghiêm trọng trên sàn diễn, hoàn toàn có thể bỏ qua.